đúng là có con nó sướng thiệt, nhưng mà tụi bay nói quá. Thì sau đó mình có con rồi mình thấy à, người bị bệnh đại não là mình, nó đã lắm, nó tuyệt vời, nó tuyệt vời lắm, nó tuyệt vời. Sau khi Trường Giang có, sau khi những người bạn của Trường Giang và vợ nhìn thấy con mình thì tất cả đều muốn lấy chồng, lấy vợ ngay và đẻ con. Tức là đã nó cái sự hồi nãy đi là đi trễ là vì vì đó ba không cho đi buông ba ra cái thôi đừng hỏi thêm nữa. Anh ở đây cũng mọi người cũng biết, nhưng mình chọn cái tên mà Bạch Văn Khoa và phim Tết năm nay chắc chắn là sẽ có sự so sánh tranh cãi với lại với phim Tết vừa rồi thành công. Thì tại sao muốn chọn tên Bạch Văn Khoa và cái vai này trong năm nay? À, là chứ. Tức là vì Bạch Văn Khoa thành công với phim Chiến Thành Tết 2019 thì là chọn phim Tết 2020 Bạch Văn Khoa nữa, rất là dễ so sánh và với Bạch Văn Khoa. Tại vì vai này á phải là Khoa và không thể là ai khác. Chứ còn diễn viên nhiều mà, nhưng mà mỗi người nó sẽ hợp với một cái vai. Và cái vai này phải là Khoa và không ai khác. Và lúc đầu Khoa cũng đóng không được. Ờ, những ngày đầu quay Khoa diễn được thì anh em cũng ép. Xong, từ từ, xong đó ngồi lại nói chuyện với Khoa. Rồi mình bắt Khoa về nhà cũng không được, không được nhanh, cứ chậm nhịp, chậm hơn. Và cái thiện trong Khoa nó phải có nha. Mình còn nói đùa là không được đi chơi với bộ nhiều nữa mà. Và sau đó thì Khoa bắt đầu vào vai. Thì mọi thứ cân trung. Vai này của Khoa, tức là khi nó có một cái hay là mỗi vai nó đều thuộc về người đó. Không có vấn đề đâu trời, tôi Nguyên Thành không có vấn đề luôn. Hai đứa cũng tính làm phim chung, nhưng mà tại chị chưa có cái kịch bản đủ hay. Thì tại vì hai thằng cũng có một cái bệnh là rất khó về kịch bản. Thành cũng khó về kịch bản lắm. Mà đúng rồi, giờ mà làm kịch bản dở rồi, khán giả người ta đi coi tạo người ta chứ. Chứ là cũng tạo cho bản thân mình bỏ bao nhiêu thời gian và tiền bạc để làm một cái phim mà tự nhiên mình làm một cái phim dở. Không, mà nói thật mọi người, không nghệ sĩ nào, không nhà sản xuất nào muốn làm bộ phim dở chứ. Chỉ có cái điều là họ không biết bộ phim họ dở thôi. Còn mình thì vẫn không đủ tỉnh táo để biết rằng là cái phim dở tôi không đâu. Cái bản cái hay tôi đâu. Và mình phải giữ cái nhịp độ là mình phải làm phim tốt tốt chứ trời. Điện ảnh thế giới bây giờ ta đi đâu rồi. Mình không làm phim tốt nữa. Có lỗi với nghề nghiệp. Trước khi Giang với Phương cưới thì đã đóng chung rất nhiều phim. Sau này thì Giang có nghĩ là hai người tiếp tục sẽ có một Trường Giang sẽ đóng bất kỳ ai, chỉ cần kịch bản tốt và cái vai hợp thôi. Chứ không quan trọng đóng với Nhã Phương hay là Nhã ra Nhã vô gì không quan trọng. Kịch bản hay là đóng hết. Nói gì nữa không? Thì muốn hỏi thêm Giang về cái chuyện và cái sự thay đổi khi làm cha mà Giang nói lúc đấy rất là tuyệt vời, không thể tưởng tượng được á. Thì có thể cụ thể hơn. Có chồng tại chưa? Tại vì cái sự mà hỏi thì có chồng chưa? Có rồi, nhưng mà cái việc làm mẹ khác đi chưa? Bạn hỏi thiệt mà. Có con chưa? Vậy hỏi ông chồng. Không biết mà. Ở đây mọi người đều tò mò về Trường Giang. Mỗi người có một cảm xúc khác nhau mà. Thú vị. Thú vị sao, chia sẻ chút xíu đi anh. Có cái sự thay đổi nào lớn nhất ở trong? Anh có đi học một khóa làm bố nào không? Hả? Anh có đi học một khóa làm bố nào không? Không, tôi đâu bằng học. Thú vị là cái kết nối, hiểu nhau, con với mình hiểu nhau. Giờ mình ôm con không ôm vợ, vợ còn la, sắp tới chắc không ôm tôi nữa hay vậy vậy đó. Ganh tị lớn bà vợ cho ganh tị rồi. Người tối có hay phải thức dậy trong con không? Có chứ, nhưng mà vợ chăm hết rồi. Ít lắm, mình chỉ phụ lại mình canh thôi. Mình canh sợ con ngã con rồi, sợ vợ đè con rồi dạng vậy đó. Mình canh hơi bị lố, hiểu không? Vậy đó, nói chung là hay lắm, đã. Vậy là trong gia đình là Giang là những người mà chiều con hơn là Nhã Phương? Không, đâu có chiều gì đâu, cũng bình thường thôi à. Nhưng mà không có cho con tiếp cận với những thứ gì nó thuộc về công nghệ à, với lại cho nó tự lập, nó cũng tự lập lắm. Khi nào con nó chịu? Khi nào con nó chịu? Khi đó con ơi, con muốn mọi người biết con là con của ba không? Nó nói dạ thì sẽ cho con, chứ giờ mình phải tôn trọng chứ. Chứ lại nhiều người sâu đó, cũng buồn. Thương chứ sâu chứ. Họ không thương. Họ không sâu để câu view chứ thương gì? Con mình có gì họ thương? Ví dụ như là Giang là hai vợ chồng trẻ.